Mến chào các em học sinh khối 7 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở bài học trước, cô đã hướng dẫn cho các em cách trang trí đĩa tròn và thực hành bài vẽ trên giấy A4 theo ý thích. Và bài này chúng ta sẽ nộp khi các em đi học lại. Bài học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nền mỹ thuật Việt Nam giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Để bắt đầu buổi học, các em hãy lấy tập để ghi bài và cùng mở sách giáo khoa trang 110. Vì đây là bài thưởng thức mỹ thuật nên cô yêu cầu các em chúng ta tập trung nghe giảng và chúng ta sẽ gặp những cái ý chính vào trong sách giáo khoa. Riêng phần bài ghi, chúng ta sẽ ghi tựa bài, các mục 1, 2, La Mã và 3 giai đoạn phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Nội dung của bài học ngày hôm nay chúng ta có hai nội dung chính. Nội dung đầu tiên là phần 1 La Mã, chúng ta sẽ tìm hiểu vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về một số hoạt động mỹ thuật trong giai đoạn này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở mục 1 La Mã, bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Có nhiều chuyển biến và phân hóa sâu sắc. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và nhân dân ta phải sống cực khổ lầm than với cả hai ách thống trị, thực dân và phong kiến. Đây là hình ảnh liên quân Pháp, Tây Ban Nha đổ bộ tấn công Đà Nẵng vào ngày 1 tháng 9 năm 1858. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra ở khắp nơi, nhưng tất cả đều bị dìm trong bể máu. Thực dân Pháp đã vơ vét sức người, sức của phục vụ cho chiến tranh, bắt lính Việt Nam sang Pháp làm bia lỡ đạn. Và đây là hình ảnh của những người dân Việt Nam khi mà đứng lên khởi nghĩa và đã bị thực dân Pháp bắt và gông cùm nhốt lại. Cho đến năm 1930, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Và đây là những đại biểu tham dự hội nghị trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta thấy gồm có 5 đồng chí. Đồng chí đầu tiên đó chính là Nguyễn Ái Quốc, đại diện cho Quốc tế Cộng sản, và cũng chính là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Đồng chí thứ hai là Trịnh Đình Cửu, đại diện cho Cộng sản Đảng. Đồng chí thứ ba là Nguyễn Đức Cảnh, đại diện cho Cộng sản Đảng. Đồng chí thứ tư là Nguyễn Thiệu, đại diện cho An Nam Cộng sản Đảng. Và đồng chí cuối cùng chính là đồng chí Châu Văn Liêm, cũng đại diện cho An Nam Cộng sản Đảng. Và đây là hình ảnh của 5 đồng chí đã cùng thành lập nên, đưa ra một cái tiếng nói chung để thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta. Và đây là hình ảnh mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp ở khắp mọi nơi. Và đỉnh điểm chính là cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Nhà nước công nông ra đời. Và đây là hình ảnh niềm vui toàn thắng của cả nước khi mà giành được độc lập. Và đây cũng chính là hình ảnh của Bác Hồ trong ngày vui toàn thắng. Như ý đồ xâm lược Việt Nam của Pháp vẫn tiếp tục được thực hiện bằng cách là thực dân Pháp đã quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Và đây chính là hình ảnh mà thực dân Pháp đã quay lại
tấn công vào Hà Nội. Niềm vui đón mừng độc lập chưa được bao lâu thì thực dân Pháp xâm lược nước ta một lần nữa. Cùng với khí thế quyết chiến để bảo vệ tổ quốc, nhiều họa sĩ chúng ta đã hăng hái tham gia kháng chiến. Với ba lô, súng đạn trên vai, cặp vệ bên mình, họ đã đi khắp các nẻo đường chiến dịch với tư cách là người chiến sĩ, nghệ sĩ cách mạng. Và đây là hình ảnh của họ khi mà tham gia kháng chiến. Đó là đôi nét về bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần Hai La Mã về những hoạt động mỹ thuật trong giai đoạn này. Thì trước khi mà chúng ta sang phần Hai La Mã thì mấy bạn hãy gạch những ý chính ở phần 1 La Mã như sau. Ý đầu tiên, năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Ý thứ hai, năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ý thứ ba, năm 1945 Cách mạng tháng 8 thành công, Nhà nước công nông ra đời. Và các họa sĩ đã hăng hái tham gia kháng chiến với tư cách là người chiến sĩ, nghệ sĩ cách mạng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng tìm phần Hai La Mã, một số hoạt động mỹ thuật. Thì trong giai đoạn này chia ra làm 3 giai đoạn nhỏ có sự phát triển liên tục. Giai đoạn thứ nhất từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1930. Giai đoạn thứ hai từ năm 1930 cho đến năm 1945. Giai đoạn thứ ba từ năm 1945 cho đến năm 1954. Đầu tiên, giai đoạn 1 từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1930. Đây là giai đoạn hoàn tất một loạt các công trình kiến trúc, lăng tẩm, đền miếu và chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Trung Hoa và Pháp. Về hội họa thì cũng chưa có gì đáng kể ngoài một vài tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Lê Văn Miến được du học ở Pháp. Ở đây chúng ta cùng quan sát một vài bức tranh của họa sĩ Lê Văn Miến. Bức tranh đầu tiên là bức tranh chân dung của Tú Mền. Bức tranh thứ hai là bức tranh Bình Văn. Cả hai bức tranh này đều được vẽ bằng chất liệu là sơn dầu. Nhằm đào tạo và khai thác tài năng của các nghệ nhân Việt Nam, phục vụ cho chính sách khai hóa, thực dân Pháp đã cho xây dựng những trường như sau. Năm 1901, xây dựng trường Mỹ nghệ Thủ Dầu Một. Năm 1913, xây dựng trường Mỹ nghệ Trang trí và Đồ họa Gia Định. Và đặc biệt nhất là việc thành lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1925 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Vì sao? Vì chính nơi đây đã đào tạo ra một thế hệ họa sĩ có những đóng góp to lớn cho nền mỹ thuật cách mạng Việt Nam. Và đây chính là hình ảnh của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thời bấy giờ. Giai đoạn 2, từ năm 1930 cho đến năm 1945, mỹ thuật Việt Nam đã hình thành những phong cách nghệ thuật đa dạng với nhiều chất liệu phong phú. Chúng ta có chất liệu sơn dầu được du nhập từ phương Tây nhưng đã được các họa sĩ sử dụng một cách nhuần nhụy theo phong cách Việt Nam. Còn chất liệu sơn mài trước đây vốn phổ biến trong trang trí mỹ thuật, trang trí cổ truyền, nhưng mà cũng được các họa sĩ chúng ta nghiên cứu và phát triển ứng dụng vào trong sáng tác tranh nghệ thuật.
Những tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn này đó là Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đây, đây là tác phẩm đầu tiên là Thiếu nữ bên hoa huệ. Tác phẩm thứ hai là Hai thiếu nữ và em bé. Và tác phẩm thứ ba là Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Và cả ba tác phẩm này đều được hai tác giả vẽ với chất liệu là sơn dầu. Thì chúng ta đều biết giai đoạn từ năm 30 cho đến năm 45 là lúc các họa sĩ của chúng ta chưa tham gia kháng chiến, cho nên là đề tài chủ yếu của họ đó là vẽ về những em bé, những cô thôn nữ, hoặc là những cô gái thị thành đài cát. Giai đoạn thứ ba từ năm 1945 cho đến năm 1954, Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mở ra một hướng mới cho mỹ thuật Việt Nam. Nhiều họa sĩ đã hăng hái tham gia vẽ tranh cổ động và ký họa. Tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, các họa sĩ đã hăng hái nhập cuộc. Và đây mấy bạn hãy nhìn tác phẩm đầu tiên, đó là tác phẩm Đốt đuốc đi học của họa sĩ Tô Ngọc Vân, vẽ ký họa bằng màu nước. Tác phẩm thứ hai đó là tác phẩm vẽ tranh cổ động về quyết tâm liên tục chiến đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Bát nước của họa sĩ Sĩ Ngọc thể hiện được tình quân dân. Thì qua ba giai đoạn phát triển như vậy, cô có câu hỏi củng cố bài. Các em hãy cho biết mỹ thuật Việt Nam qua ba giai đoạn phát triển đã đạt được những thành tựu gì? Và phần trả lời thì mấy bạn sẽ ghi vào trong tập, để khi đi học lại cô sẽ hỏi lại cái câu hỏi này và mấy bạn sẽ trả lời để lấy điểm. Về phần hướng dẫn học tập thì cô yêu cầu các bạn ghi vào tập mục 1, 2 và cả ba giai đoạn phát triển vào trong tập, gạch những ý chính vào trong sách giáo khoa. Về nhà chúng ta có thể sưu tầm thêm tranh của các họa sĩ trong các giai đoạn này và xem trước bài tiếp theo một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Buổi học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em luôn có nhiều sức khỏe để học tốt và lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích.